Xin chào các bạn đã đến với khóa học In Out Tool của Nga Nguyễn. Video đầu tiên, đây là video giới thiệu về khóa học với các mục như sau. Thứ nhất, đó là lý do mở dạy free cho các bạn. Thứ hai, đó là mục tiêu của khóa học này. Thứ ba là khóa học này dành cho những ai. Thứ tư là người dạy và có những người hỗ trợ kiến thức là ai. Thứ năm là các nội dung sẽ được đào tạo trong chương trình này. Thứ sáu là hướng dẫn các cái cách học hiệu quả, tức là cái phương pháp mà mình học sao cho nó hiệu quả nhất trong cái chương trình này này. Đấy. Và thứ bảy đó là cái bộ quà tặng cực hot dành cho tất cả các bạn học viên nào mà học đầy đủ, xem đầy đủ tất cả những video nào của Nga, của kênh Công nghệ In Out Tool này. Đấy. Thì tôi sẽ lướt qua tất cả những cái hạng mục này và cái video đầu tiên này nó sẽ giúp cho các bạn đỡ đi lệch hướng này và giúp các bạn đi đúng cách, tìm được những cái video mà nó phù hợp nhất cho các bạn và các bạn cũng hiểu rõ được toàn bộ cái nội dung của cái chương trình khóa học này, có nó và xem thử là nó có phù hợp với các bạn hay không. Đấy. Và tôi sẽ bắt đầu. Cái lý do mà tôi mở dạy in miễn phí này ấy là thứ nhất là tôi đã trả lời và tư vấn lặp lại quá nhiều lần cho vô số người ạ, hàng chục người, cho nên là tôi không muốn trả lời lặp lại những cái câu hỏi đây nữa, nên là tôi sẽ mở ra một cái chương trình này giúp cho các bạn đỡ phải hỏi tôi và tôi cũng đỡ phải trả lời. Đấy. Và chương trình này nó cũng là rất là nhiều bạn đã chờ đợi khoảng 2 năm trở lại đây để được học chương trình này, nên là chẳng có lý do gì mà tôi không hướng dẫn online một chương trình này. Thứ ba đó là xu hướng thời trang in ấn nó đang là rất là lên ngôi và rất là thịnh hành, rất là phát triển. Thứ tư là có quá nhiều bạn trẻ nó đã đã lựa chọn được đầu tư rồi nhưng mà đã thất bại và bỏ nghề quá nhiều nữa, nên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn tránh gặp phải những trường hợp tương tự. Đấy. Thứ năm là mùa dịch nên tôi có rất là nhiều thời gian để có thể dạy lại cho các bạn nhiều kiến thức. Thứ sáu là tôi sẽ giúp cho các anh chị có một cái nền tảng kiến thức vững chắc để mà khởi nghiệp ở bên ngành áo thun. Áo thun bây giờ rất là rộng, từ áo đồng phục cho đến là áo in ấn theo yêu cầu, rồi là những cái thể loại như là áo thiết kế đấy, làm thương hiệu đấy các bạn. Đấy. Và thực sự tôi cũng muốn chia sẻ những kiến thức hữu ích của mình dành cho mọi người, giúp cho mọi người có một cái nền tảng kiến thức vững chắc. Và tôi hy vọng sau này tôi cũng xem lại thì tôi cũng sẽ tự cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình để đã dành thời gian cho một cái chương trình đào tạo này. Đấy. Và đặc biệt là tôi đã lên một giáo trình đầy đủ cho tất cả các bạn học tập một cách hiệu quả. Mong là các bạn sẽ cùng nhau giao lưu và chia sẻ cho nhiều người nhé. Bởi vì là đây là một chương trình nó rất tốt mà, đúng không ạ? Mục thứ hai đó là mục tiêu của khóa học này đó là gì? Mục tiêu của khóa học này đó, thứ nhất đó là giúp cho các bạn tiếp cận được giáo trình đào tạo in áo thun một cách khoa học nhất. Đấy, tôi đã sắp xếp và tìm hiểu lên giáo trình một cách đầy đủ, đàng hoàng và phù hợp cho các bạn rồi nhé. Thứ hai đó là giúp cho các bạn hiểu rõ về cái quy trình, tức là chúng ta có một cái quy trình in ấn đầy đủ nhé, A đến Z luôn. Đấy. Phương pháp in áo với nhiều phương pháp khác nhau luôn, chủ yếu là những phương pháp tối ưu thôi. Mục thứ ba đó là giúp cho các bạn biết cách mở một xưởng in tại nhà, mở một xưởng in nhỏ hay là một xưởng in lớn, tất cả đều có thể. Đấy. Thứ tư là các bạn sẽ hiểu được những ưu nhược điểm của từng phương pháp in và các bạn sẽ hiểu được cái bài toán lợi nhuận nó là gì, nó có phù hợp, nó có tương xứng với những cái công sức của chúng ta sẽ phải bỏ ra hay không. Đấy. Thứ năm là giúp cho các bạn setup và vận hành xưởng in một cách phù hợp mà làm sao nó đảm bảo được cái an toàn về cái cháy nổ, an toàn về điện và an toàn về sức khỏe nhé. Đó là những mục rất là hay. Thứ sáu là giúp các bạn biết thiết kế Corel Photoshop, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách vừa đủ thôi, các bạn hiểu không ạ? Nó vừa đủ thôi chứ tôi cũng không hướng dẫn
Một khóa học như vậy nó kéo dài rất là nhiều ngày thì mới có thể thành thạo được Corel. Nhưng mà tôi chỉ hướng dẫn ngắn gọn để giúp cho các bạn biết cách nhanh chóng để triển khai in áo được nhé. Thứ bảy đó là giúp cho bạn quyết định được cái việc mà nên hay không nên mở xưởng in vào thời điểm này hay là thời điểm khác hay là một vài năm nữa. Đấy. Mục thứ 8 là giúp các bạn biết cách tìm kiếm những chương trình học nâng cao một cách phù hợp. Đây là một cái yếu tố rất là hay bạn, hay bởi vì là sau khi học online rồi thì các bạn có thể biết được những cái gì phù hợp, những nơi nào phù hợp để các bạn có thể học thêm, apply hoặc là đi làm thuê cho tên người khác cũng là một cách để mà chúng ta học nâng cao thêm tay nghề, đúng không ạ? Đấy, rồi các bạn sẽ biết được nè, chín này là biết được hàng trăm lý do thất bại của chính tôi hay là của những người mà đã thất bại, đã bỏ nghề đi trước và họ đã chia sẻ lại cho tôi. Tôi vẫn giữ giữ một cái sự tương tác nhiều với mọi người, những người đã thành công cũng giống như là những người đã thất bại rồi nha. Thứ 11 đó là lớp 10, 10 đó là nhận được sự tư vấn và lời khuyên của chính bản thân tôi và cũng như là những người trong cái group này, group mà tôi sẽ tạo cho các bạn vào đó và tôi sẽ hỗ trợ các bạn thường xuyên nhé. Và các bạn sẽ được apply online thường xuyên, trả lời tất cả câu hỏi mà các bạn hỏi trên nhóm và đặc biệt là các bạn sẽ được tặng quà. Có lẽ cái phần tặng quà này tôi sẽ dành cho một video riêng bởi vì tôi nói ấy, bởi vì là tôi sẽ tặng thật sự mà và nó rất là dài nhé. Ngắn gọn lại đó là các bạn sẽ trở thành học được những cái lý thuyết cực kỳ tuyệt vời, có thể thậm chí là trở thành thầy bà để lên trên các cộng đồng chém gió thoải mái luôn. Đó là lý thuyết nhé, còn thực hành thì chưa chắc đâu. Đấy thì khóa học này nó dành cho những ai? Đây, khóa học này dành cho những các ông bà chủ nào đang làm trong ngành thời trang nhưng chưa hiểu gì về in ấn. Thực tế là phần lớn các ông bà chủ hiện tại đang ăn rồi nhập sỉ lại rồi là bán thôi chứ không có hiểu gì về in ấn, có thể là đi gia công nơi khác thì có thể họ muốn tìm hiểu thêm và có thể sau này để đầu tư thêm về mảng sản xuất này. Đấy. Thứ hai là dành cho học sinh sinh viên, những bạn nào đam mê đang ngâm cứu hàng ngày lên các trang thương mại, các trang online hay là báo chí rồi là tài liệu nước ngoài để tìm hiểu thì đây cũng là một cái chương trình để các bạn tìm hiểu thêm. Ba, nó là dành cho các thợ in này, thợ in nhưng mà đang yếu về kiến thức in, tức là biết thì cầm cọ kéo nhưng mà nó lại không có biết về những cái kiến thức cơ bản, không hiểu lý do vì sao, nguyên tắc nguyên lý hoạt động vì sao. Thứ tư là nó dành cho những người đam mê in áo nhưng nó không biết bắt đầu từ đâu, rất là đam mê nhưng không biết là cái công cụ gì, dùng những công cụ gì, không biết chúng ta phải mò từ đâu và chúng ta phải mua những dụng cụ gì rồi là mua ở đâu nữa. Rồi sau khi mua thì chúng ta biết được những cái đơn vị nào nhập xỉ gia công hay là biết cách triển khai nó có tạo ra tiền bạc cho các bạn. Đấy. Và thứ năm nó dành cho các bạn trẻ mà tìm hiểu 2 3 năm trời, 4 5 năm trời nhưng không dám bắt đầu thì nó sẽ là một video, một cái khóa học giúp các bạn đẩy nhanh tiến độ hoặc là không bao giờ đẩy tin, không bao giờ tìm hiểu thêm nữa. Đấy. Vì bởi vì nó ra rõ ràng rồi. Thứ sáu là dành cho các ông bà chủ mà học hiểu để quản lý đội ngũ công nhân viên, đúng không ạ? Tức là nhân viên in ấn cũng phải biết, mình cũng phải biết chứ không nó lừa trên đầu trên cổ này, đúng không ạ? Thứ bảy là dành cho thợ in muốn tập tành để mở xưởng in ấn riêng này. Thứ tám là dành cho các cái ông kỹ thuật máy in học để mà hiểu nhé, học để mà chém gió cũng như là học để mà gì, để mà biết thêm về in ấn để rồi chúng ta có thể là mở bán thêm các cái phụ kiện hay là những cái vật tư liên quan. Ví dụ các ông mà bán về máy in như chuyển nhiệt thì chẳng hạn thì cũng tìm hiểu về máy in pet, các ông máy in pet thì cũng tìm hiểu về in lụa, các ông in lụa cũng có thể tìm hiểu để bán thêm cái tờ giấy in phim, đúng không ạ? Đấy. Đấy, thứ 9 là dành cho những anh em bán đồ nào bán đồng phục này, đây là những anh em mà bạn bè với tôi hay là những anh em nào mà chuyên về đồng phục luôn, muốn setup cho mình một xưởng in nhỏ, xưởng in lớn hay là muốn muốn làm A đến Z mà có thể là mở xưởng in lớn sau này bỏ xỉ luôn. Đấy, nó đầy đủ như vậy. Và cái người dạy là ai thì tôi là người trực tiếp nhé, trực tiếp làm trong nghề đây và tôi trực tiếp hướng dẫn cho các bạn luôn. Tôi làm trong nghề 10 năm rồi và đủ thể loại luôn. Mở bao nhiêu là cái xưởng rồi.
và cũng đào tạo trên 10 khóa in lụa cho nhiều học viên trên khắp tỉnh thành luôn. Thì các bạn có thể để tôi mở cái Facebook của tôi này. Đấy, Facebook của tôi nha, Nga Nguyễn này nhá, Nga Acrobat này này. Đấy, đây là cái chương trình về in. Thì cô tôi cũng đã post trên này, hoặc là một cái hình in, vài hình in về in xưởng in của tôi này. Tôi cũng post, các bạn có thể giao kết bạn giao lưu với tôi trên này ha. Có đường link trong video luôn. Đó. Và đây là kênh in lụa của chúng ta này. Công nghệ in lụa. Trong này rất là nhiều video rất là hay. Rất là hay. Các bạn có thể nhảy vào trong phần video này để xem những cái video trong này. Rất nhiều ạ, rất nhiều video hay và bổ ích cho các bạn nhá. Đấy. Và mình sẽ tiếp tục. Trong cái chương trình này thì tôi được sự hỗ trợ kiến thức của rất là nhiều người nữa, chứ không phải là mỗi bản thân tôi. Đó là tôi đã dịch thuật từ các cái trang web những cái kỹ thuật in ảo thun từ nước ngoài các bạn ạ. Đó, trong này thì còn có anh Quốc Anh này, là người thực chiến những cái đơn hàng lớn. Ông đã sản xuất ra những cái đơn hàng nó có thể là hàng trăm ngàn hàng, những cái đơn hàng cực kỳ lớn, làm rất là nhanh, mỗi ngày nó để đẩy ra cả 10.000 hàng. Đấy. Cho nên là những người này là những người mà tôi sẽ dò hỏi và hỏi các kiến thức về làm số lượng lớn cho các bạn nhé. Đấy, trong này cũng có em Oanh này là họa sĩ và cũng là giảng viên về mỹ thuật của Đại học Sư phạm. Thì bản này sẽ giúp chúng ta phối màu logo hoặc là dùng cho ra những cái kỹ thuật in nó hiệu quả. Thì tôi sẽ hỏi các bạn về những cái kỹ thuật in này. Và trong những người này ấy, những người rất là giỏi về phối màu, giỏi về cái cân màu ánh sáng trong in ấn, rồi là họ cũng được đào tạo về in lụa, tức là họ đã được đào tạo về in tranh ảnh các kiểu đó các bạn ạ. Họ còn giỏi hơn của chúng ta về về những cái in cơ bản này, được đào tạo chính quy và hệ đại học. Đấy. Ngoài ra thì tôi có được sự tư vấn của một cô giáo của tôi, một tiến sĩ. Và cô thì tư vấn cho chúng ta về những cái mối liên kết hóa học này, những cái liên kết trong cái phần tử in, rồi là những cái liên kết trong cái keo, hay là giúp chúng ta tư vấn về cái cách mà chúng ta đảm giữ về đảm bảo về sức khỏe, cũng giống như là hạn chế được những cái bệnh tật đối với cái ngành tiếp xúc với ngành hóa học của chúng ta, đó là in ấn. Đấy. Và đặc biệt là tôi có được sự hỗ trợ kiến thức của kinh nghiệm của nhiều anh em trong nghề, tức là những anh em này đang mở xưởng lớn nhá, họ đều là những người ví dụ như là mở xưởng in chuyển nhiệt này, xưởng in pad này, rồi là những cái xưởng in lụa lớn này, rồi những người đã bỏ nghề họ cũng chia sẻ lại những cái lý do để chúng ta học tập từ đó, thì tôi rất là cảm ơn những người này. Đấy. Và các cái nội dung sẽ được đào tạo thì cũng là khá nhiều nhá. Những cái chương trình đào tạo này thì tôi đã lập những một cái danh sách video rồi, nhưng mà tôi chỉ ngắn gọn lại ở trong là 7 cái mục này, tức là một đó là phân tích tổng hợp các phương pháp in ấn tối ưu hiện nay. Đấy. Thứ hai đó là mục chuyên về hướng dẫn sử dụng các dòng máy cơ bản nó phải có trong cái xưởng in. Đấy. Thứ ba rồi chúng ta sẽ đào tạo về in lụa. Ôi giời, in lụa này là một cuộc cực kỳ dài, các bạn phải hiểu rất là nhiều video trong cái mục in lụa này, có thể là có hàng chục cái. Đấy, rất là dài và rất là phức tạp trong này, chứ không chỉ đơn thuần là một video này, các bạn hiểu không ạ. Thứ tư đó là giúp cho các bạn hướng dẫn, tư vấn cho các bạn mở xưởng in chuyển nhiệt, tư vấn kể cả nhỏ cái to đều có luôn nhé. Nhỏ thì chúng ta làm máy A3, máy nhỏ. Lớn thì chúng ta làm những máy khổ lớn, A0, rồi nhỏ xuống là A1, đấy, vân vân vân. Rồi là hướng dẫn các bạn mở xưởng in pad chuyển nhiệt nhé. Đấy, pad thì tôi đang làm này, cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn về in chuyển nhiệt, in pad chuyển nhiệt. Từ cái mua máy setup, rồi là làm tự động, rồi là làm thủ công đầy đủ luôn ha. Thì cái đó thì khi nào mà đi vào trong cái video đấy thì mình mới rõ được, còn ở trong video này chỉ là giới thiệu qua cho các bạn biết những hạng mục mà sẽ được đào tạo thôi ha. Rồi tôi sẽ chia sẻ thêm về máy in trực tiếp lên áo, các dòng DTG đấy, đúng không ạ?
những con máy chế đấy. 7 là hướng dẫn thêm các bạn một vài phương pháp in linh động để hỗ trợ, tức là những loại này là cái loại mà kết hợp thôi, in nhỏ lẻ để mà các bạn tối ưu hơn trong cái quá trình in áo này. Những bạn ở tỉnh thành xa xôi chưa có này thì chúng ta sẽ đưa ra một vài giải pháp thôi ha, giải pháp và phương pháp đấy. Cái thứ 8 là tôi sẽ dư tư vấn cho bạn thêm về cắt may và mở xưởng in may, xưởng may áo thun nhé. Nó có cả tư vấn từ cắt, nhập vải, may, rồi là ôi giờ tôi có một cái phần đó là làm một cái bàn bàn cắt may mà tôi đã sai lầm và tôi sẽ chỉ cho bạn cái sai lầm đó đấy, rất là hay. Rồi là các bạn giúp cho bạn mở, có thể mở xưởng may áo quần này, tức là cơ bản thôi nhé, cơ bản thì tôi sẽ làm được đấy. Và đặc biệt là trong đây rất là nhiều cái hay, ví dụ như là tôi sẽ giúp bạn phân tích về những cái đầu in này, những cái đầu in như in mực in làm giúp cho chúng ta là giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư những cái dòng máy ha, có nhá, đầy đủ nhá. Thì hướng dẫn cách học hiệu quả thì các bạn có thể đọc qua những trên màn hình cho nó nhanh đúng không ạ, còn nếu không thì các bạn có thể nghe đầy đủ. Đó là một, đó là xem đầy đủ đúng quy trình, nó phải từ A đến Z, có nghĩa là 1 đến N, không phải là các bạn xem giữa trường thích thì xem đâu ha, thì nó sẽ tốt hơn. Thứ hai là các bạn nên gia nhập ngay lập tức nhóm Facebook, đó là khóa học in áo thun và công nghệ in áo ul. Thì sau khi post video này thì tôi khả năng tôi sẽ tạo vì nhóm này luôn cho các bạn, để link các bạn vào luôn nhé. Còn tiếp theo là ba là cần giúp, tôi mong muốn các bạn xem lại và suy nghĩ nhiều lần, xem nhiều lần, suy nghĩ nhiều lần thì chúng ta hiểu được, chứ không khoan hãy hỏi đấy, khó quá rồi hãy hỏi nhé. Không khó quá mà xem không hiểu nữa thì chúng ta là tích cực comment hỏi trong cái nhóm học tập, là cái nhóm mà tôi vừa cho link đấy. Đấy, mục 5 nó là quyết định và lên kế hoạch cho việc kia việc tập in chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ tập in ha, tập in tại nhà luôn. Đấy. Thứ 6 là các bạn nên mua vật tư và máy móc cơ bản đi và sau đó tập in. Đấy. Tập in thì tập trên những sản phẩm cũ này, những vải vóc loại rẻ này, rồi là những sản phẩm nó hư hỏng rồi ha. Thứ 8 là nếu có thể đi học thì các bạn nên nên đi học. Nên đi học ở những xưởng mà nó gần này, đi làm thuê này, rồi xin phụ việc này, rồi là xin tham quan những cái xưởng. Đó là những cái rất là hay và tôi nghĩ nó rất là cực hay luôn á, bởi vì các bạn biết không, những cái sai lầm nhỏ sẽ khiến cho các bạn mất đến hàng chục triệu đồng. Ví dụ như một cái đầu in mà mắc thì nó vài chục triệu rồi, chỉ cần trong tích tắc 1-2 phút lơ là các bạn có thể đánh mất chừng đó. Đó là chuyện bình thường, cho nên là các bạn nói thật, những cái kinh nghiệm quý giá lắm, chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi thì các bạn đã mất đến hàng chục triệu đồng, thậm chí là sẽ tắt một cái xưởng in, hoặc là những cái sai lầm cơ bản giúp bạn, nó sẽ làm cho các bạn đau đầu mất hàng trăm triệu chứ không phải là mấy chục triệu nữa, mất thời gian, mất chi phí nhân công, mặt bằng, rồi máy móc, rồi là đủ thứ ảnh hưởng hệ lụy rất là nhiều. Giống như việc mà các bạn đi sai một nước cờ thì nó sẽ làm cho tất cả nước cờ còn lại bị sai thôi, nó chả thể chỉnh sửa được nữa. Đấy, mục 10 đó là thường xuyên truy cập 4 danh sách phát trong phần miêu tả video này. Thì tôi sẽ tạo ra khoảng 4 danh sách phát này, 4 năm danh sách phát để các bạn xem. Tức là nó có các cái danh sách phát này, nó là các mục như là đó là in chuyển nhiệt này, in pet chuyển nhiệt này, in lụa này, rồi là những cái công nghệ in mới này, tiên tiến này. Đấy, những cái danh sách phát video này và xem trong đó thì nó rất là hay nhá. Tôi mong muốn mục tiếp theo đó là các bạn giữ kết nối trên group chúng ta và hỗ trợ cùng nhau phát triển và kiếm tiền hiệu quả. Và nếu như các bạn thực sự cần nhé, thực sự cần thì có thể alo tôi qua số hotline đấy, còn nếu không cần có thể hỏi qua group cũng được ha. Thì đây là cuối cùng, đó là tôi sẽ cho các bạn rất là nhiều quà tặng. Đây là một chương trình cho đi hoàn toàn cho các bạn, nhưng mà tôi sẽ cho tặng quà cho các bạn đối với những bạn nào mà quý trọng cái khóa học này, xem và thực hành và học tập một cách hiệu quả và cố gắng xây dựng đội nhóm, xây dựng cái group lớn mạnh và giúp đỡ anh em trong yếu yếu hơn về kiến thức, thì tôi sẽ dành tặng tất cả những thứ này cho các bạn đấy. Đấy, tôi sẽ dựa vào những sự đóng góp của các bạn, những cái comment tương tác, những cái bạn nào đóng góp thì chúng ta sẽ tặng hết cả đấy. Còn nếu không mà cơ bản thì với các bạn gia nhập nhóm thì tôi đã tặng cái kho vector cơ bản rồi nhá.
Còn nếu mà tặng thêm mình những cái chương trình ở dưới ấy, những bạn đặc biệt là những biệt nói chung là đặc biệt là những bạn nào mà may mắn, tôi sẽ dẫn dắt các bạn A đến Z luôn, từ kinh doanh, từ mở xưởng ra, và giúp với tôi còn tư vấn và hướng dẫn các bạn về cái phương pháp đầu tư cực kỳ hiệu quả, mà tôi đầu tư hiệu quả trong 2-3 năm nay cực kỳ hiệu quả nhé các bạn, và mang lại lợi nhuận tôi rất là nhiều so với chơi với in ấn này. Đấy, đó là cái nó có sách mách có chứng, tôi đã lãi được rất là nhiều, và tôi cũng đã kể cho rất là nhiều anh em mà khi mà nhậu với tôi đã nói rất rõ rồi. Những cái chương trình của tôi nói đều là thân cận ở đây cả, cho nên là tôi là đều nói thật lòng cả, chứ không phải là xem video này, xem những cái bộ video này là chỉ có những người lạ đâu, toàn là người quen vào xem đấy các bạn ạ. Đấy, và tôi sẽ cho các bạn sử dụng cái kho học ADS cập nhật hàng năm của tôi. Tôi năm nào tôi cũng mua khóa học và tôi để lên đó, ai học thì học ha. Đấy, đây này chỉ cho học ké chứ không bán lại nha. Thì các bạn cố gắng giúp mình, đó là chia sẻ cái video đầu tiên này. Đây là video rất là quan trọng nhá, bởi vì là tôi đã dành tâm huyết soạn giáo án, làm video tôi thật mất cả cả ngày các bạn ạ. À, không đơn giản đâu, nó rất là lâu và thực sự nó rất là tốn thời gian. Đấy, tốn thời gian, và thậm chí trong quá trình làm như này nó bị lỗi phần mềm và đầy đủ thứ, và tôi phải làm lại nữa, cho nên là dẫn đến sự chậm trễ cho các bạn nhé. Đấy, cho nên tôi mong các bạn cũng hiểu và có thể chia sẻ giúp đỡ cho những người nào cần mong muốn học hỏi về in ấn, thì có thể là dùng những xem những video này để đỡ mất tiền mất tật mang trong cái việc đầu tư và làm việc không hiệu quả nhé. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé, và chúng ta sẽ tiếp tục vào một cái video học buổi đầu tiên, đó là chương video về ngày mai, và các bạn tìm phần 2 nhé để học. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.